À, xin chào các bạn. Hôm nay mình mở cái hộp con Easy 350 V2. Con này mình mới vừa lấy trên Adidas Bitexco về. Cái này là phiên bản carbon. Đó. Bên hông có chữ boot. À, cái mặt trước là có cái chữ số 350. Đây là tem với lại tem. Này là có cái túi giấy nè, túi giấy nó màu ngà ngà màu vàng. Hôm nay nó có một cái hộp. Cái hộp này á là cái dây giày để mình thay. Dây này có thể mình rút được. Nếu mà muốn thay thì mình phải cắt cái dây kia ra, mình luồn dây này vô để mình buộc nó lại. Và đây, đây là cái bill của bên Bitexco. Và tuyệt vời. Cái này nó đây là gọi là phiên bản carbon thì nó mọc một cái màu đen khá là manly, đới bút màu vàng ngà. Đây là một cặp nữa. Này nó có cái này của bên Bitexco luôn. Giày rất là đẹp các bạn. Đây là cái đế bút cho nó. Cực kỳ là đẹp. À, phơm, các bạn nhìn phơm của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.